Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Tối nay ngày 27 tháng 9 thì em tranh thủ giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm hàng siêu nhật mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Do là hôm nay gói hàng hơi nhiều cho nên là video này nó hơi trễ chút xíu, anh chị thông cảm nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái ví này da cá sấu anh chị nha. Ví này là da cá sấu hàng của Nam đấy, rất là xinh luôn ha. Độ mới này có khoảng 80 mấy% luôn. Ở bên ngoài là da cá sấu thật nên anh chị nguyên cái con cá sấu đây nha. Rồi bên trong người ta sẽ lót da và cái chữ này người ta chỉ ghi chữ là Rosco, có cái hình con cá sấu đây anh chị ha. Đó, có hai ngăn để đựng tiền dài và trong đây thì lót vải luôn, mình sử dụng thoải mái. Mẫu này thì chỉ có chứng nhận cá sấu ở đây thôi và không có ghi made in nước nào nha anh chị, không có ghi là made in Ý hay là đâu hết anh chị ha. Nhưng mà nó rất là mới đẹp, các anh mình có thể xài như kiểu ví phong thủy này kia là ok. Size là được 11.5 nhân với lại 9.5 cm. Mẫu này em bán cho mình với giá là 650 cho cái ví cá sấu này nha, 650. Chốt giùm em mã số là G1 giá là 650.000, mã G1 giá là 650 cho cái ví này. Mã G1 giá là 650. Hôm nay thì em có về một đợt ví mới nên chị. Để em giới thiệu từ từ ha, ví nam ví nữ đều cũng rất là nhiều luôn. Rồi tiếp tục, em có một cái ví này là của nữ, da đà điểu màu đen, độ mới rất là cao nha. Độ mới này 8990 cộng luôn. Tại sao của nữ là tại vì nó có cái cớp chỗ này nè, cái cớp chỗ này nó vàng ống vàng ánh như vậy luôn anh chị ha. Cho nên là nữ xài thôi. Bên trong là chỗ này có hai ngăn, mình đựng gì đựng chỗ này. Rồi đựng tiền dài thì mình đựng ngay đây. Đó, ngăn đựng tiền dài là một ngăn ha. Các ngăn đựng thẻ ngay đây. Nó rất là nhiều ngăn nha anh chị ơi, cũng không có ghi mắt in nước nào và nó chỉ là da đà điểu độc lạ thôi. Đó, và độ mới rất là cao nha. Cái này là đại vì em không có chiếu cái đèn vô cho nên là anh chị thấy nó không có sáng trưng lên. Nhưng mà bên ngoài anh chị nhận là nó đẹp hơn trên hình ha. Size ngang của nó sẽ được là 12 nè, nhân với lại 9.5. Mẫu này em bán cho mình với giá là 550. Chốt giùm em cho cái ví này là G2 giá là 550. Em giới thiệu một ít ví rồi sau đó là tới túi sách nha anh chị. Video hôm nay hơi trễ cho nên là nếu anh chị nào không có xem được buổi tối thì sáng mai mình có thể nhắn lại giùm em ha. Tiếp tục, em có một cái ví da của Nam. Ví này hàng của Pierre Cardin. Màu này không phải là màu đen đâu. Màu này nó sẽ là màu nâu sô-cô-la đậm anh chị. Ví này độ mới khoảng trên 85%. Có qua sử dụng rồi nha. Hàng này ở trong có cái tem Pierre Cardin chỗ này. Và có chứng nhận là da thật nha anh chị. Đó, Renew Leader ha. Nhưng mà điều cái này, cái lót của nó sẽ là bị lỗi rồi. Lót này mình về các anh chị mình phải cắt giùm em. Mẫu này là để lâu nó bị lót phun sơn nó lỗi, mình về mình phải lấy cái dao lam mình cắt bỏ cái lót này để mình xài cái mặt trong của cái da giùm em ha. Còn để coi mấy cái ngăn đựng này nó có lỗi không. Nó đều lỗi hết anh chị. Bán cho anh chị 100.000 thôi. Về mình cắt bỏ cái lót mình xài hoặc là mình lấy da giùm em nha. 10.5 nè, nhân với lại 9. Còn tổng thể thì nó rất là ok. Các anh mình về mình đưa các chị mình xử lý cho mình tỉ mỉ chút xíu là xài được ha. Mã số là G3 giá là 100.000. Lỗi nha anh chị, cái này lỗi lót nha. G3 giá 100 cho cái ví này bị lỗi lót. Rồi siêu phẩm nè, Guy Laroche Paris. Cái này là hàng hiệu của Pháp nha anh chị. Hiệu này thì mình thấy nhiều thứ, nó có cả đồng hồ, có cả nước hoa. Và hôm nay mình gặp được cái ví nha. Ví này là ví dài, da bò, màu nâu bò luôn. Độ mới cao 29 nhân với lại 10. Độ mới này rất là cao nha, góc cạnh thì rất là ok như vậy luôn anh chị. Rồi bên trong là dập chữ Guy Laroche Paris. Chỗ này là để mình để thẻ đâu này kia đó. Có rất là nhiều ngăn nha. Ở trong này thì lót vải nè, ngăn thẻ đâu quá trời ngăn thẻ luôn. Và có một cái ngăn khóa kéo nhỏ nữa, mình đựng đồ kính kính trong đó ok. Phía sau lưng có ngăn nữa chứ. Mẫu này nam nữ đều sử dụng được anh chị nha. Rất là xinh luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 400. Chốt giùm em mã số là G4 giá là 400.000 cho cái ví này. Mã giùm em là G4 nha anh chị. G4 giá là 400. Vậy đi cho nó dễ nhìn ha. G4 giá 400.000 cho cái ví này. Rồi tiếp tục, một cái ví da đà điểu màu xám. Xám này là xám xi măng, góc cạnh có sờn, có độ đậm màu nha. Độ mới này khoảng cỡ 80% thôi, không mới ken, nó là dạng ví dài. Ở bên trong lót là lót sạch đẹp nha anh chị. Đó, lót này là lót ok nha, không có bị phun sơn, không có bị gì ha. Vải và da.
Đó, bên trong nó sẽ là như vậy, bên ngoài nó sẽ là như vậy nha. Nhưng mà điều cái này nó không có mới keng và không mới bằng cái ví đen lúc đầu. Size của nó sẽ được có là 18 nè, nhân với lại 9.5. Ví này em bán rẻ cho mình với giá là 300 thôi. Chốt giùm em mã số là G5, giá là 300 ngàn. Mã G5 giùm em, giá 300 cho cái ví này. Mã G5, G5 giá 300. Em có một cái túi này rất là xinh. Túi này da đà điểu, màu cũng là màu xám luôn. Để em cho cái góc nó cao lên ha. Anh chị đây giùm em chỉnh góc một chút cho cái túi nè. Đấy, rất là đẹp nha anh chị. Độ mới là cực kỳ cao nha. Đây, mới lắm. Ừ, chắc là do em trải cái miếng trải bàn á cho nên nó bị chá chá, chứ bên ngoài người ta mới lắm ha. Màu sáng nhưng mà mình nhìn góc cạnh đồ này kia là quá ok nha. Form là form hộp, da của nó là da đà điểu nha anh chị, nó là da đà điểu form hộp luôn ha. Size ngang á là được 27 nè, nhân với lại 19, nhân với lại 9 cm. Đây, quai còn chưa có dấu hiệu màu đen gì đâu anh chị ơi, rất là mới. Khoen khóa thì màu màu trắng sáng nha. Có dây đeo, còn cả dây đeo này còn chưa xài đâu anh chị, dây này mình gắn vô chỗ này nè. Rồi bên trong có nhiều ngăn, còn cái tem luôn, túi rất là mới nha anh chị ơi, còn cả tem chứng nhận da đà điểu nha, rất là nhiều ngăn, lót là lót nhung. Mẫu này cực kỳ xinh, mình có thể mua tặng được nha anh chị. Cái màu tông màu xám, xám xi măng, góc cạnh quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Mẫu này em bán cho mình với giá là 1.200.000, chốt giùm em mã số là G6, giá là 1200. Rất là đẹp nha. Bữa nay nó hơi bị chá ánh cái máy để quay thôi, chứ còn là bên ngoài nó đẹp hơn nhiều ha anh chị. Rồi tiếp tục, tiếp tục là em có một cái túi này hàng của Charlotte and Kay. Túi này thì bằng da tổng hợp nha anh chị. Charlotte and Kay thì mình cũng không có kiếm được da bò đâu, nó bán da tổng hợp như vậy thôi. Và cái form túi này nó rất là trẻ trung năng động, mình sử dụng cái dây này mình xách tay hoặc là đeo vai đều đẹp luôn, form hợp luôn ha. Rồi mình mở ra như vậy, rồi bên trong này có khóa kéo. Đây, cái tay khóa kéo này nó cũng là ghi chữ Charlotte and Kay luôn. Đây, nó dập chữ Charlotte and Kay ngay đây nha anh chị ơi. Rồi ở bên trong là còn cả tem như vậy nha anh chị. Cái này độ mới rất là cao và dùng chưa có qua sử dụng đâu. Tem tag thì một đống luôn nè, rất là nhiều tem tag nha, có mã scan QR luôn, đẹp nha anh chị ơi. Nhưng mà những cái mẫu thương hiệu Charlotte and Kay này nó không phải là thương hiệu mà siêu siêu cao cấp đâu anh chị, nó là thương hiệu mình cũng dễ mua thôi, giá cũng vài triệu cho một cái túi này kia thì không phải là quá giá quá cao anh chị ha. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp như vậy mà rất mới luôn, cái này mua tặng được luôn. Size là 21 nè, cái miệng của nó là được 20, chiều cao lên là được 12 cm, màu đen thùi nha anh chị ơi. Tại hôm nay nó bị chá sáng nha. Rồi chốt giùm em cái túi này, mã số của nó sẽ là G7, em bán cho mình với giá là 550. Rất là mới đẹp, mã G7 giá là 550 ngàn cho cái túi này, mã G7 rất là siêu phẩm luôn nha anh chị. Tiếp theo là em sẽ có cái này, một cái clutch cầm tay của Milatron. Cái này là vải phối với lại da, vải nha, vải nè, phối với lại da bò và rất mới luôn. Cái này cũng còn tem tag luôn, chưa có qua sử dụng luôn nha. Đấy, mã số của nó đây. Rồi mình có thể search thử lên cái web này nè để mình coi cái những cái sản phẩm túi xách người ta bán nha anh chị ha. Đó. Bên trong là lót da. Đó, bên trong lót da nha. Còn cả tem tag, còn còn cả tag bên ngoài, còn cả tag bên trong ha. Rồi có dây đeo luôn. Mẫu này thì rất mới, mình cũng có thể mua tặng được. Thương hiệu là Milatron, hiệu này là của Italy, nhưng mà riêng cái túi này thì nó bán ở thị trường của Nhật, cho nên mình thấy tem toàn là tiếng Nhật thôi anh chị. Size ngang đó là được 25.5 nè, nhân với lại 18. Rồi mẫu này em bán cho mình với giá là 400, bằng vải phối với lại da nha anh chị, 400 ngàn. Mã số là G8 và mới 90 mấy% nha. G8 giá 400 cho cái collet này. Collet cầm tay này nam nữ đều sử dụng được hết luôn. Em có một cái túi này bằng da bò, có hơi bị để gần một cái túi khác nữa, nó bị hư đó, nó hơi dính dính vô ha. Cái này lau chùi khi gửi cho anh chị nha. Ồ, nó bị dính bên sau nhiều, và cái này em sẽ lau chùi sạch nhất có thể khi gửi cho anh chị ha. Rồi bên trong hàng hiệu của nó là hàng hiệu là Junco. Junco này lót thì sạch đẹp ok, không vấn đề gì nha.
Dây này mình có thể đeo hoặc không đeo, mình cầm như clutch cầm tay cũng được. Lưu ý cái này nó dính bẩn từ bên ngoài thôi, và em sẽ lau chùi hết mức có thể khi gửi cho anh chị ha. Size của nó sẽ được là 24 nhân với lại 15, bán cho anh chị cái này với giá là 200. Mã số là G9, giá là 200.000 cho cái túi này. Mã G9 giá 200 nha anh chị ơi. G9 giá 200. Túi này đẹp quá. Rồi, tiếp tục. Thêm một cái túi rất đẹp luôn. Túi này có thể tặng được, hàng của là Beko. Mẫu này nó giống như Charlotte & Kay, nó không phải là da bò, nó là da tổng hợp cao cấp của hãng nha anh chị. Và cái hãng này người ta sản xuất như vậy chứ không phải là hàng dởm nha. Rất đẹp luôn, dây có thể tăng chỉnh. Hiện tại của nó là sách tay đeo vai ngắn, hoặc là mình tăng chỉnh để đeo chéo. Khoen khóa vàng ống, vàng ánh và phơm hộp. Và rất mới như vậy nha anh chị ơi. Túi này đẹp quá chừng, túi này phải nên chốt liền. Size ngang của nó sẽ được là 20.5 nè, nhân với lại 11, nhân với lại 6cm. Rồi, mình bật như vậy ha. Từng cái khoen khóa, từng cái chỗ này người ta dập hiệu nè. Cái này mình bật nút lên, bên trong là người ta lót là cái da đó luôn. Có một ngăn đây nữa anh chị nha. Túi này rất đẹp anh chị. Đẹp và nó hiện đại nha, cực kỳ là hiện đại. Màu của nó là màu đỏ đô. Mẫu này mình có thể mua tặng được luôn. Chốt giùm em, lưu ý nó không phải là da bò nha anh chị, nhưng mà nó rất là xịn nha. Mình mua cũng vài triệu chứ không phải là hàng rẻ đâu ha. Mã số là G11. Em bán cái này cho mình với giá là 700.000. Chốt giùm em mã số là G11, giá 700 cho cái túi này. Siêu đẹp. Nãy giờ những cái túi đẹp đẹp không anh chị, full tem, full tác, tùm lum hết trơn. Em có một cái này là da kỳ nhông kỳ đà, form nhỏ xíu dễ thương luôn. Form này dành cho các chị các cô nè, đẹp lắm, dễ thương lắm, màu hồng. Đây, nhỏ xíu à, thấy cưng lắm. Màu hồng nha, lên đây nó hơi tái chứ bên ngoài người ta đẹp hơn nha. Tại cái ánh đèn nó yếu điện nên nó hơi tái tái vậy đó. Với lại cái này nó chá lên anh chị, để em rút kinh nghiệm ha. Đây, cái này dường như mới chưa qua sử dụng đâu, rất là đẹp. Size của nó là được cái chỗ bụng bự nhất là được 21 nè, cái miệng là được 18, cái đáy là được 16, cao lên là được 15. Miệng cớp nha, xách tay dễ thương lắm. Bên trong có kèm cho mình một cái gương nữa nè. Rồi lót là lót vải nha anh chị, rất là nhiều ngăn như vậy. Lót là lót vải, rộng thoải mái cực kỳ. Cái khoen trên đây nó còn sáng trưng ha. Và đẹp lắm nha, cái này em không có để phơm, mình để đồ vô nó phồng lên, nó thấy cưng lắm, như con hến nha. Đẹp quá. Chốt giùm em mã số là G12. Mẫu này em bán cho mình với giá là 690.000. Bán còn rẻ hơn cái túi kia nữa anh chị. Tại vì bình thường á, anh chị phải mua những cái túi này với giá tiền triệu nha. Nhưng mà gần đây thì giá của da độc lạ nó sẽ không có cao như ngày trước nữa, cho nên mình mua được giá tốt ha, thì mình tranh thủ mua những đợt giá tốt như vậy. Chứ thôi là mai mốt là mình cũng khó mà mua được giá tốt mà độ mới cao cỡ này nha anh chị. Rồi, tiếp tục. Em có một cái túi này. Túi này là bằng da nha, nhưng mà nó không mới bằng những cái bơ hõm nha. Nó có hơi sần chỗ cái quai. Đây, cái này bán rẻ cho anh chị luôn. Bên trong là lót vải gấm như vậy luôn. Đây là một cái dạng túi rất là truyền thống của Nhật nha. Nó sẽ như vậy, các cô mình xách rất là xinh. Size ngang là được 19 nè, cao lên là được 15, độ dày là 8cm. Mẫu này nó hơi sần cái quai chỗ này nha anh chị. Bán cái này cho anh chị với giá là 290.000. Chốt giùm em cái này mã số là G13. G13 giá là 290 cho cái túi này. Mã G13 giá là 290.000. G13 290. Một cái túi da đà điểu màu nâu. Ôi, túi này cũng xinh quá, độ mới cũng rất là cao nha anh chị. Nhưng mà điều cái này có xài rồi, cái quai nó có đậm màu chút nha. Size ngang của túi này là được 30, chiều cao lên là được 23, có khóa kéo miệng. Bên trong lót nhung sạch đẹp luôn, cực kỳ là nhiều ngăn. Ôi, tua rua nha. Nó chỉ có trừ điểm chỗ là nó đậm màu cái quai nè. Nhưng mà mình xách thì không có ai để ý đâu, hoặc là mình có thể quấn thêm cái khăn ha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 580.000. Mã là G14. Giá là 580. Mã G14 nha, 580. Quá trời rẻ luôn. Rồi tiếp tục. Em có một cái túi gẹt. Gẹt này là của Mỹ nha anh chị, thương hiệu này của Mỹ. Cái charm này là cái người chủ cũ người ta gắn vô, chứ không phải là của cái túi nha. Túi này là bằng chất liệu da tổng hợp, không phải da bò ha. Thương hiệu là Gẹt. Hiệu này có từ năm 1981. Màu trắng nha, bên trong lót sạch đẹp luôn. Sản phẩm được made in Việt Nam. Lót ok ha, bên ngoài cũng rất là ok.
nhưng mà có dấu hiệu đã sử dụng là tại vì người ta có gắn cái charm vô là mình biết ha cho anh chị, chứ còn góc cạnh rồi mọi thứ ok lắm, chắc sách cũng lần hay lần thôi. Rồi có dây đeo chéo nha, mẫu này khá là hiện đại anh chị. Và những cái mẫu mà mới như vậy anh chị có thể search web thử của cái trang web gạch này nè, thì mình có thấy nó đó. Size là được 19 nè, nhân với lại 13 nhân với lại 6 cm. Em bán mẫu này cho mình với giá là 650, hàng hiệu nha, 650.000, mã số là G15. G15 này rất là hiện đại trẻ trung ha. 650 mã G15. Tiếp tục. Một cái túi này là cái dòng in đen da, tức là ở trên nền da thì người ta sẽ có một số cái họa tiết như vậy, gọi là in đen da. Đây là cái truyền thống của Nhật Bản nha anh chị. Tay ngang đáy của nó sẽ được là 31, cao lên là được 15, độ dày của nó là được 11. Dán sách như vậy giùm em, độ mới cao, chỗ này dính bụi thôi nha, chứ không phải là cũ đâu. Độ mới rất là cao ha, bên trong lót vải như vậy. Đó, có ghi chữ Tokyo M&K gì nè. À, đây, có dập cái chữ in đen da nha, dịch ra chữ này là cái in đen da đó anh chị. Trong rộng rãi thoải mái như vậy luôn. Mẫu này em bán cho mình với giá là 480, mã số là G16, giá là 480.000. Đây là mình đang mua một cái túi thủ công truyền thống của Nhật anh chị ha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này. Cái này thì nó bằng da luôn. Gà như vậy nha, form nó như vậy nha anh chị, khá là cổ điển ha, nhưng mà độ mới thì lại cao. Dây là mình có thể xách hoặc là mình đeo vai nha, nó cũng có hơi dùng cái dây một chút xíu nha. Độ mới thì khoảng 87-88%. Size là 30 nhân với lại là 18 cm nha. Rồi mở ra thì cái này nó lỗi lót hay sao anh chị, chưa, đợi em tí nha. Cái này cái lót nó bị bong bong lên như vậy. Cái này mình lau chùi là mình xài được, nó không có dính đồ, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó không có cao nha. Thẩm mỹ thì mình thấy nó có bị bong lên như vậy nè anh chị, nó hột hột á, nhưng mà nó không có như phun sơn mà dính đồ, không có dính đồ ha. Mình có thể xài luôn, mình lau chùi sơ sơ là mình xài thôi. Về mặt thẩm mỹ thì không cao, nhưng mà về sử dụng thì được nha. Bán cái này cho anh chị với giá là 300 nha. Khi mà em gửi cho anh chị thì chắc chắn em cũng sẽ có lau chùi sơ qua rồi, anh chị yên tâm ha. Mã G17 giá 300.000 cho cái túi này, rất là mới nha anh chị ạ. Nhưng cái lót nó hơi hơi xấu theo kiểu mặt, về mặt nhìn thôi, chứ còn mặt xài là ok. Một cái này một combo một nhóc hết trơn luôn, nhưng mà nó là da tổng hợp nha anh chị, màu xanh min như vậy nha. Một cái túi xách như vậy, một cái túi nhỏ kèm theo, một cái túi này. Túi này không biết phải của nó không, có nằm trong đây bán chung combo luôn ha. Đây, nó nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy đó. Size ngang của cái này là được 27 nè, nhân với lại 22. Còn cái túi này là được bằng vải nha chị, là được 19 nè, nhân với lại 14. Combo này 100.000. Đấy, combo 100, chốt giùm em mã số là G18, giá là 100k. Mã G18 giá 100.000 cho cái túi này. Combo 2 cái G18. Em có mấy cái nhỏ nè anh chị, một cái nè, hai cái. Cái này của Valentino luôn. Mua này tặng kia đi. Cái này của Valentino nhỏ xinh như vậy nè, đựng đồ mỹ phẩm quá trời cưng. Vải phối với lại da nha. Bên trong là có tác Valentino, có tem Nhật anh chị ha. Nó nhỏ vậy thôi nhưng mà ta có vỏ nha. Rồi một cái này là dạng da tổng hợp để đựng mỹ phẩm cá nhân đồ này kia thôi. Cái này là dạng tặng kèm, cái chủ yếu là cái này. Size ngang của nó sẽ được có là 16-17 nè, nhân với lại 11, nhân với lại 9. Đó, sách vậy thấy cưng không? Bán cho anh chị cái này với giá là 180 cho combo này. Mã số là G19. G19 giá là 180 cho combo này nha. Mã G19 giá là 180.000. Rồi, tiếp theo. Mấy cái nhỏ nhỏ để em bằng vải ha. Không, cái này không nhỏ đâu. Cái này bự chứ. Cái này là túi vải bố, nó bự chảng gì nè anh chị ơi, bự lắm, bự luôn. Cái này đựng quần áo là quá trời nhiều đồ, hoặc là mình đi có picnic đồ này kia mình đem theo nha. Vải dày dặn lắm, dạng như vải bố vậy đó, mà mới nha anh chị. Rồi size ngang miệng của nó là được 65, chiều cao lên là được 43. Cái này bán cho anh chị 100.000 luôn, mình có để dành để đi đâu đó mình đựng đồ ha, hàng của Honda 100k, mã số là G20, giá là 100.000. Mã G20 giá 100 cho cái túi này, rất là ứng dụng cao và nó mới lắm nha anh chị ơi, mới cực kỳ mới, chưa xài đâu. Rồi tiếp tục, túi đó dễ xài tại vì mình
xài mà nó dơ rồi á, mình giặt dễ nó bằng vải gọn nhẹ. Một cái túi vải dù, túi này cũng rất là đẹp, mới cao luôn, nam nữ xài được nha, bản dây to. Vải dù xịn sò nha, vải như là vải dù mà có lụa lụa vậy, nhìn xịn lắm. Đấy. Nhiều khoen khóa trong đây. Bên trong có tem là Made in China nhưng mà rất là nhiều ngăn. Cái này là mình đi du lịch hay là gì đó, mình đi đâu đó mà các chị mình không có muốn mà quải túi mà bằng da cho nó nặng nề, mà muốn đựng nhiều ha, đựng cả thế giới trong đây thì lấy cái này, cực kỳ nhiều ngăn. Đó. Cái này là em chưa để đồ đó, mình để đồ vô nó rất là đẹp nha và nó mới lắm. Size là 30 nè, nhân với lại 20. Mẫu này em bán cho mình với giá là 200. Mã số là G21, giá là 200 ngàn. Mã G21 giùm em giá 200 cho cái túi này. G21 giá 200. À, em có một cái siêu phẩm da cá sấu bóng kính nè anh chị. Lâu lâu mới về cái dòng da này nha. Da cá sấu bóng kính mà anh chị đi xem người ta like bán là vô là toàn 80 triệu, 19 triệu. 19 triệu là mấy cái túi cũ á nha, 80 triệu. Nhưng mà cũng có rất nhiều khách chốt nha anh chị. Đó là cái giá trị của cái túi da cá sấu bóng kính nó rất là cao anh chị nha. Cái này là còn tem như vậy, có chứng nhận da cá sấu. Nhưng trên cái tem này người ta không có ghi cái giá cho mình ha. Nhưng mà giá nó cao cực kỳ, anh chị có tham khảo thử giá cá sấu bóng kính thì mình biết rồi đó. Và cái túi này độ mới rất cao, còn cả tem luôn, bên trong lót da sạch đẹp nha anh chị ơi, có nhiều ngăn như vậy. Đây, ở đây có một ngăn nữa nè. Cực kỳ là mới. Mới lắm. Em để cái foam vô cho nó phồng lên. Túi này mình có thể mua tặng được nha anh chị. Quá đẹp. Da cá sấu bóng kính. Đây là một trong những cái loại da mà đắt đỏ nhất hiện nay anh chị nha, vua của các loại da, tức là da cá sấu. Đó, góc cạnh cỡ này nên chị. Dĩ nhiên nó cũng sẽ có một vài cái vết trầy tâm nho nhỏ không tránh khỏi, ví dụ như vậy. Đó, thì là mình không tránh khỏi thì mình đang mua hàng si mà anh chị. Anh chị mua hàng người ta trưng bày cửa hàng thì nó cũng vậy thôi. Đây. Cũng vậy thôi ha. Cái này bữa nay nó bị chá chá mờ mờ chứ bên ngoài người ta bóng hới nha anh chị ơi. Size ngang của nó sẽ được là 27 nè. Chiều cao lên là được 16 nè, độ dày của nó sẽ được là 10 cm. Mẫu này thì mình xách tay, cái quai nào cái quai nấy nó như vậy nên chị. Và khoen khóa là đờ mi hai màu nha, còn tem còn tag luôn, đẹp cực kỳ. Cái này nếu mà anh chị mua thì tầm cũng phải là 3-4 triệu nếu mà những cái chỗ mà người ta bán rẻ anh chị, còn không là phải từ 5 triệu đổ lên. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 2.850.000. Chốt giùm em mã số là G22, giá là 2850. Mình sẽ sở hữu được một cái chiếc túi da cá sấu bóng kính và độ mới siêu cao ha. 2850. Một cái duy nhất mà rất lâu mới có về một cái như vậy. Rồi, quá rẻ luôn, đẹp quá. Mua tặng được nha anh chị. Tiếp tục, em có một cái này gì nhỏ nhỏ mini nè, một cái, hai cái này, ba cái nha, ba món này 100 ngàn. Một cái này là hoa như vậy để mình đựng mỹ phẩm nha anh chị, có khóa kéo miệng đây. Rồi, một cái này cũng dễ đựng đựng đồ nhỏ nhỏ linh tinh vậy đó anh chị, bằng vải. Một cái này thì bằng da tổng hợp đó. Cái này thì nó có hơi dập dọp cái da tổng hợp ha. Một cái, hai cái, ba cái này combo 100 ngàn. Mã số là G23. G23 giá là 100 ngàn cho cái túi này. Mã G23 100k. Rồi, tiếp tục. Em có một cái cớp này là da bò phối với lại da trăn, da rắn nha anh chị, nó dạng cái cớp nha. Đây, nó dạng cớp như vậy. Ở bên trong đó thì là người ta sẽ lót vải nha, dạng cớp như vậy thôi chứ không có khóa kéo ha, và cũng không có dây đeo. Chất liệu bên dưới là da, bên đây là da rắn nha. Size của nó sẽ được là 27 nè, nhân với lại 19. Mẫu này em bán cho mình với giá là 300. 300 ngàn, chốt giùm em mã số là G24, giá là 300. Mã G24 giùm em, giá 300 ngàn cho cái túi này, G24. Tiếp tục. Một túi này là phom hến anh chị. Phom hến nha. Mẫu này thì chất liệu của nó sẽ bằng da tổng hợp chứ không phải da bò, nhưng mà là dạng tổng hợp cao cấp á, y chang như là da xước quan tâm luôn, nhưng mà nó là da tổng hợp đó anh chị. Rồi, và rất mới dường như chưa xài nha. Phom là phom hến, size là 25, chiều cao nè, cái đáy là được 33. Có khóa kéo miệng đây. Mẫu này thì có chỗ móc dây luôn.
và còn cả dây luôn nha anh chị ơi. Còn cả dây đeo này chưa xài đâu, còn cả dây đeo như vậy. Tem tag bên trong là tem tiếng Nhật anh chị ha, tem thì là tem tiếng Nhật, còn made in nước nào thì nó mút ở trong không đọc được anh chị. Hàng này là hàng có hiệu nha, đây logo hiệu của nó đây, bên trong còn cả tem luôn. Túi này rất là mới á, phom hến rất là sang luôn và không có bị già đâu, tuổi nào mình cũng xài được hết trơn á. Mẫu này em bán cho mình với giá là 450, mã số là G25, giá là 450.000, mã G25 cho cái túi này. G25 giá là 450. Em có một cái siêu phẩm đến từ Italy, đây là một cái túi da Ý nha, hàng hiệu của Atestoni. Túi này rất là hiếm gặp mà cái độ mới như vậy nha anh chị ơi. Đa số là anh chị sẽ gặp những cái sản phẩm giày tay, giày da đó. Còn túi thì rất là hiếm gặp. Anh chị thấy cái túi độ mới cỡ này dường như là hàng trưng bày chưa qua sử dụng đâu. Và bên sau thì nó có một số cái vết trầy nho nhỏ thôi, không đáng kể nha anh chị. Rất là mới đẹp. Đây, khoen khóa thì có thể mình có thể tăng chỉnh cái dây này luôn, và mình có thể tháo rời cái dây để mình làm clutch cầm tay này luôn. Logo còn sáng trưng, da màu của nó là giống như là màu sô cô la đó anh chị, rất đẹp nha. Size của nó là 24 nhân với lại 15, form là form bì thư. Bên trong là lót bên trong là lót da màu sáng trưng như vậy nha ha. Còn dập đây là made in Italy đó. Cái lót da này nếu mà xài rồi thì mình sẽ thấy cái độ sờn, độ cũ liền. Nhưng mà cái này dường như chưa xài nha anh chị. Rất đẹp luôn. Dành cho chị nào mình muốn săn siêu phẩm thì mình có thể lấy cái túi này. Giá của nó sẽ là 1.400.000. Chốt dùm em mã số là G24. Giá là 1400. 1400 mình mua giống như mua một cái chiếc túi Lienti bình thường thôi, mà mình đang mua một cái siêu phẩm anh chị. Rồi tiếp tục em có một cái ví này. Ví này còn hộp nha anh chị ơi. Ví này là còn hộp, ví này là da đà điểu, mới còn hộp luôn, chưa có qua sử dụng luôn, có thể mua tặng được nha anh chị. Đẹp nè. Cái này nó có cái độ dày của cái đáy cho nên mình điện thoại mình có thể bỏ vô được. Có chứng nhận da đà điểu ở đây. Còn màu nâu ha. Cái này mình đựng được điện thoại, nếu mà điện thoại mình cái bề ngang nó vừa nha anh chị, tại vì nó có cái đế cái đáy như vậy mình đựng ok, hoặc là đựng rất là nhiều tiền, một xấp tiền trong đây là nó được luôn, không có bị cộm đâu. Rồi đó. Rồi bên đây thì rất là nhiều ngăn đựng thẻ, đựng tiền dài, đựng đủ thứ linh tinh trong đây nha. Và rất mới, có thể mua tặng được. Màu của nó cũng là màu nâu luôn. Size ngang là được 18 nè, nhân với lại 9cm. Ví này em bán cho mình với giá là 850. Mã số của nó sẽ là G27. G27 giá là 850 cho cái ví này. Mã G27 dùm em. Cái ví rất là mới đẹp, xịn. Em có cái này cái gì đây? Cái này ghi chữ là camel, là con lạc đà. Chất liệu của nó bằng da. Ví này là ví nhỏ thôi, để đựng thẻ thôi anh chị. Ví này đựng thẻ, bên trong lót da, bên ngoài chất là bằng da. Có ghi chữ camel, cái hình con lạc đà đây ha. Nhỏ gọn xinh tươi. Độ mới khoảng 85%. Size là 11.5 nhân với lại 8. Mẫu này em bán cho mình 200. 200 ngàn cho cái ví này. Nhìn cũng đặc sắc nha. 200. Mã số là G28. Giá là 200 ngàn. G28 giá 200. Rồi, cái này gì Gucci nè. Gucci, một cái ví nhỏ xinh bằng vải của Gucci, vải monogram. Và anh chị nhìn thấy cái độ mới nó không cao nha. Không có mới cao nhưng mà không có rách lỗi đâu. Đó, đây là một cái ví đựng thẻ của Gucci ha. Có ghi chữ Gucci made in Italy bên trong. Bên trong là lót da. 1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 cái móc và mất hết một móc. Nó có độ cũ, độ sờn nha anh chị. Nhưng mà nó không có rách lỗi gì hết nha. Vẫn xài bình thường được. Nhưng mà không thể gọi là siêu phẩm. Nhưng mình xài thử trải nghiệm thử coi Gucci là như thế nào thôi. Đó. Mẫu này nam nữ xài được ha. Size là được 9.5 nhân với lại 6cm. Cái này em bán cho mình với giá là 300. 300 ngàn. Mã số là G29 nha. G29 giá 300 cho cái ví Gucci. Ví thẻ nha anh chị ơi. Ví thẻ của Gucci. Tiếp tục nè. Em có một cái ví này là cái ví đà điểu luôn, nhưng mà nó không được mới nha. Ví đà điểu này. Đó, không được mới lắm, màu của nó là màu vàng cam ha, nâu vàng sao đó. Chứng nhận da đà điểu thật nè. Và bên trong ngăn nó cũng ít chứ không có nhiều, không có ngăn đựng thẻ, nó chỉ ngăn dài đựng tiền thôi. Góc cạnh nó có nhăn. Rồi size của nó là được 19 nè, nhân với lại 10. Bán rẻ cái này cho anh chị với giá là 220. Mã số là G30, giá là 220.000. Mã G30 giá là 220 cho cái ví này. Rồi tiếp tục.
một cái Black Label. Là anh chị thấy cái logo này là mình biết nó là Burberry ha. Và cái dòng Black Label này thì người ta sẽ bán ở bên Nhật đó anh chị. Đó, người ta ghi trên đây là chữ Black Label nha. Và cái logo, cái sọc, sọc là sọc y chang như Burberry vậy đó. Rồi, ở bên trong đây thì người ta ghi chữ là Black Label. Cái dòng của nó là Restigride gì nè, và Made in Japan ha, sản xuất tại Nhật. Và cái dòng Black Label này thì người ta chuyên gia bán ở Nhật. Những cái váy của những cái nữ sinh ở Nhật mà anh chị thấy trên phim, trên ảnh đồ đó là sọc 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 đó ha, thì nó cũng là Black Label này nha anh chị. Mẫu này thì bên trong là lót da và lót vải, bên ngoài thì là da nhưng mà không có mới ken. Khoảng 79-80% thôi, không có rách lỗi nhưng không có mới. Size ngang á là được 19 nè, nhân với lại 9 cm. Mẫu này em bán cho mình với giá là 300, mã số là G31, giá là 300.000. Mã G31 giùm em giá 300 cho cái ví này. Mã G31 giá 300. Một cái ví bằng da của Converse nha. Converse. Đấy. Đây, Converse ngay đây nha, bằng da bò nha anh chị. Người ta ghi chữ cái dòng là Jailer gì nè. Chị nào, anh nào mà mình chuyên da hàng hiệu là mình thấy mấy cái dòng đó mình biết liền ha. Đây, Converse ghi ngay đây. Mắt ở nước nào thì để em kiếm rồi. Mấy cái thương hiệu này em ít có lắm anh chị. Em thường là có những cái thương hiệu Ý, cổ điển rồi này kia thôi. Mấy thương hiệu quá lớn như vậy em không có săn. Đó. Thì lâu lâu nó có về thì em giới thiệu cho anh chị. Ngăn này là ngăn đựng thẻ và người ta đựng rồi, cho nên nó bị ra ten nha anh chị. Độ mới của cái ví này thì cũng không quá cao, nhưng nó cũng không có rách lỗi chỗ nào ha. Có ngăn đựng tiền dài trong đây. Rồi, da thì nó có độ sờn, độ lên nước bình thường nha, không rách thôi. Size là được 11.5 nhân với lại 9. Mẫu này em bán cho mình với giá là 400. Chốt giùm em G32 400.000. G32 giá 400, không mới nha anh chị ơi. Để thôi mình mua về mình hụt hẫng nha. G32 giá 400 cho cái ví này. Mã G32. Em có một cái túi đeo chéo hàng hiệu và chất vải nha, cái này gọn nhẹ dễ xài nè, để coi bên trong trước đi rồi em sẽ để form. Đây, bên trong lót vải như vậy nha anh chị, có tem gì đây, tem tiếng Nhật ha, hàng được Made in China và tem là tem tiếng Nhật. Cái hiệu nó là cái chữ gì đây nè, một dàn chữ mà không biết là hiệu gì. Hiệu là hiệu Partner. Đó. Bạn cùng lớp ha. Rồi. Form này thì nam nữ xài được. Cái bảng dây này nó bảng dây to, và trên bảng dây thì người ta dập cái chữ dài đi luôn ha. Độ mới rất là cao như vậy nha anh chị. Nhiều ngăn, độ mới cao lắm, và nó bằng vải, mình về mình giặt giũ là ok luôn. Size là 25 nhân với lại là 20. 25 nhân 20. Chốt giùm em mã số là G33. Bán cái này cho anh chị với giá là 280 thôi. G33 giá 280 cho cái túi này. Rồi, quá nhiều ngăn luôn. Tiếp tục. Em có một cái túi này là da trăng. Da trăng nha anh chị. Form đeo chéo rất là xinh, da trăng thật nè. Đẹp lắm nha. Và cực kỳ mới luôn. Dây tăng chỉnh nha, dây thì dây da bò và có thể tăng chỉnh được ha. Rồi bên trong là còn chứng nhận GRA, lót là lót vải, rất là nhiều ngăn như vậy. Đựng được rất là nhiều đồ. Đó, và cái form nó dễ thương cực kỳ, chất liệu là da trăng. Size ngang miệng là được 18 nè, ngang đáy là được 25, cao lên là được 20. Mẫu này em bán cho mình với giá là 750, da trăng thật nha anh chị ơi. 750.000, mã G34. G34 giá là 750 cho cái túi trăng này. Rồi, tiếp tục. Một cái túi này dạng túi tót, vải là vải gấm ha. Ui, vải đẹp quá. Đây, dạng túi tót này dành cho các cô rồi. Nút khít miệng bên trong lót là lót vải, nút khít miệng như vậy để mình đi sách đi làm cũng ok. Cái này đẹp quá ta. Size ngang là được 30 nè, cao lên là được 30. Bán cho anh chị cái này với giá là 120. Đẹp lắm nha và rất là mới. Các cô mình sách cái này nó rất là thanh lịch nha. Mã là G35, giá là 120.000. Mã G35, giá là 120 cho cái túi này. Một cái túi tót tiếp tục cũng chất liệu vải luôn. Trời ơi, này cũng xinh nữa, cô nào lấy kia rồi lấy luôn này. Đẹp luôn nha, rất mới luôn, màu quá trời nhã nhặn. Cái này là để gài qua như vậy nè. Đó. Size ngang là được 30, cao lên là được 27. 120.000, mã số là G36.
G36 giá là 120 cho cái túi này. Mã G36 giá là 120.000. Em có một cái siêu phẩm này bằng da cá sấu nha. Form này có thể xách du lịch được. Nó bự lắm, này chị cũng xách du lịch thôi chứ còn xách đi làm công sở thì nó hơi to quá nha anh chị. Đây. Nó bự chảng như vậy nha. Chất liệu của nó là da cá sấu. Có bóng như vậy luôn ha. Căng đét chưa? Bự chảng luôn nha anh chị, bự lắm. Size ngang đáy của nó nè. Cái này là dạng như form du lịch luôn á. 45 nhân với lại 28 nhân với lại cái đáy là được 17. Dán sách như vậy giùm em nha, khoen khóa này ok. Đây mình bật lên thì bên trong đây thì là có một ngăn nè, ngăn này khóa kéo nè, rồi mình hít nút hết cái này vô cũng được, còn không mình lấy cái ngăn này mình xài. Bên đây cũng thiết kế y chang nha anh chị. Rồi mình mở bên hông nó như vậy, mở khóa kéo miệng đây. Cái này thì độ mới nó không cao như cái cá sấu bóng kính lúc nãy, nhưng mà nó cũng rất là mới đẹp chứ không có cũ xì. Cái này là cái cham gì đó của người chủ cũ thôi. Đây có một ngăn bên trong, mấy cái ngăn khóa kéo thì lót vải, còn cái ngăn chính này đó thì người ta lót da. Đây, chỗ này thì hơi dính bẩn nha. Và cái độ mới của nó cỡ khoảng 87-88%, không có mới len ken ha, nhưng mà cũng không có rách lỗi và nó đã rất là đẹp cho một cái túi da cá sấu rồi nha anh chị ơi. Nó không có bóng như cái kia. Đây. Cá sấu bóng kính mà bóng hới mới ken là nó như vậy. Còn cái này thì hàng có độ cũ rồi ha, chứ không bóng bằng. Nhưng mà kiếm được cái nguyên cái túi cá sấu mà bự như vậy là không phải là hay gặp đâu anh chị. Dán sách nha. Cái này các anh chị mình đựng cỡ khoảng 3 bộ đồ là ok. Hoặc là mình đi, em thấy cái này đi làm thì nó hơi to, chỉ có mình đựng quần áo thì nó phù hợp thôi anh chị. Chứ đi làm thì nó to quá nha. Rồi, mã số của nó sẽ là G37. Mẫu này em bán cho mình với giá là 1800. Túi này rất rẻ nha. Anh chị nào mình săn cá sấu thì mình nên lấy cái này. G37 giá 1800 cho cái túi cá sấu này ha. Đẹp luôn. Độ mới nó không bằng cái kia một chút. Và giá nó quá tốt. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này. Cái này là cái túi của Yonex. Cái túi này thể thao anh chị ơi, đựng đôi giày hay là gì đó, đồ đi tập thể dục thể thao nha. Cái này mình cũng hay gặp ở cái áo khoác thể thao đó, khoác dù á. Rồi chất vải của cái này là vải dạng như vải kaki á. Cái đó là riêng ha. Rồi bên trong đây là lót vải như vậy, made in Taiwan, sản xuất tại Đài Loan. Size ngang đó là được 33 nhân với lại 21. Mẫu này em bán cho mình với giá là 120. Mã số là G39, giá là 120.000. Mã G39 giùm em, giá là 120 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Cái này gì đẹp đẹp đây. Cái này gì của Valentino nè chị, cái hộp đẹp quá. Đây chứ không phải cái ví rồi. Đây là một cái măng xét anh chị ơi, măng xét của Valentino, nó đẹp quá trời luôn. Rất là vintage nha. Màu vàng ống vàng ánh luôn nè. Vàng vin đó anh chị, độ mới rất là cao, hàng của Valentino, Garavani là cái logo này nha. Cái này đẹp quá. Mẫu này còn cả hộp như hình luôn nha. Cái này là một cái măng xét. Bán cái này cho anh chị với giá là 400.000. Chốt giùm em mã số là G40, giá 400. Rồi, em kết thúc video này ở đây nha anh chị ơi. Còn rất là nhiều hàng đẹp mới về. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.